Xin chào anh em. Lần đầu tiên nhập được một đôi loa lời JBL có cả chân vừa về. Mời anh em cùng theo dõi. Đôi loa này báo giá nhanh cho anh em luôn cả chân, giá chỉ 3 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Chỉ 3 triệu 800 nghìn đồng. Một đôi chân xịn sò này cửa hàng cũng chỉ tính giá cho anh em vài trăm nghìn thôi. Bình thường đôi loa này bán tầm 3 triệu rưỡi. Cả một đôi chân xịn theo loa này 300 nghìn đồng theo. Coi như là mua cả hai thì giá nó mềm hơn. Còn nếu mà anh em mua ở ngoài thị trường 500 nghìn không có đôi chân này đâu các bác nhá. Vừa về xong. Đấy, về các bác chỉ cần treo lên tường là xong. Mua vít mua nở về treo lên là xong. Nguyên bản gửi từ bên nước ngoài về. Có cắt chân. Dòng loa danh tiếng của dòng loa lời JBL Control 1. Màng đẹp chằn chặn luôn. Màng carbon, một loa chép, một loa bass 12. Dòng loa chuyên lời. Cả hai loa đẹp xuất sắc. Xuất sắc anh em ạ. Thường thì nhập thì bán bao nhiêu năm trời thì không bao giờ nó có cái chân theo như này anh em ạ. Nếu nhập số lượng nhiều không bao giờ có, chỉ khi nào mà nó có lẻ tẻ một đôi thì may ra nó có những cái khơi lạ lạ kèm theo. California. Đây này. Những cái đôi ngày xưa bán nó cứ có cái móc này này, lý do là nó có cái dây buộc để như kiểu là nó buộc vào chống ăn trộm anh em ạ. Nó có cái móc tròn này này. Nhưng không bao giờ nó có cái dây này theo. Nó thường nó vứt cái dây để cho đỡ vướng mà. Thì thường tôi nhập những đôi bán trước thì đều có cái vòng tròn bên trong này. Đó. Chất âm thì loại này cửa hàng đã test rất nhiều video trên mạng của những cái đôi bán trước rồi. Nên là cũng khỏi phải suy nghĩ nhiều. Không khỏi phải là... Đấy, như tí nữa cửa hàng cũng có thể test một video khác. Còn video này thì quay giới thiệu anh em xem trước. Cả chân này thì anh em đỡ phải mua giá treo, đỡ được khối tiền mà lại được xịn. Mua mỗi mấy con vít về là xong. Vặn vào. Đẹp xuất sắc anh em nhé. Thuộc dạng đẹp xuất sắc. 3 triệu 8.